Quý vị thân mến, không có những pha đột nhập gay cấn để sao chụp hồ sơ, kế hoạch của đối phương. Không có những cuộc sống nay đây mai đó thay tên đổi họ nhiều lần để moi tin. Nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn đã hiên ngang hoạt động giữa các nhân vật tên tuổi của chính quyền Sài Gòn trong vai một phóng viên của Reuters và Time tại Việt Nam. Nhưng thông tin ông cung cấp cho cách mạng luôn là loại quan trọng và quý giá. Đó không chỉ nhờ bản lĩnh của một nhà tình báo mà còn là cả nghệ thuật săn tin chuyên nghiệp chỉ có ở Phạm Xuân Ẩn. Kỹ thuật săn tin tình báo của điệp viên Phạm Xuân Ẩn. Phạm Xuân Ẩn tên thật là Phạm Văn Thành, là một thiếu tướng tình báo của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cuộc đời hoạt động của ông gắn liền với các biệt danh X6, Trần Văn Trung hay Hai Trung. Ông từng là nhà báo và phóng viên cho các tờ Reuters, tạp chí Times, New York, Herald Tribune, The Christian, Citizen Monitor. Ông được nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Phạm Xuân Ẩn sinh ngày 12 tháng 9 năm 1927 tại Biên Hòa, Đồng Nai. Quê gốc của ông ở Hải Dương. Gia đình ông chuyển về sống ở Huế khi cụ nội của ông là nghệ nhân Kim Hoàn được gọi vào kinh đô để chế tác đồ vàng bạc cho triều đình. Ông nội của ông Phạm Xuân Ẩn là hiệu trưởng một trường nữ sinh ở Huế. Cha của ông là một kỹ sư công chánh cao cấp tại Sở Công Chánh, làm công tác trắc địa trên khắp miền Nam. Ông được sinh ra tại nhà thương Biên Hòa, do chính các bác sĩ Pháp đỡ đẻ. Tuy là một viên chức cao cấp, nhưng cha của ông không nhập quốc tịch Pháp. Thời niên thiếu, ông Phạm Xuân Ẩn sống tại Sài Gòn, sau đó chuyển về Cần Thơ. Nhà báo tầm cỡ. Trong kế hoạch bố trí và hàng ngũ địch, một điệp viên tình báo chiến lược, năm 1957, Phạm Xuân Ẩn được tổ chức gửi sang Mỹ học về báo chí trong 2 năm. Vào tháng 10 năm 1959, ông về nước. Nhờ có mối quan hệ với Trần Kim Tuyến, trùm mật vụ của chính quyền Diệm, nên ông được biệt phái sang Việt Tấn Xã, hãng thông tấn của chính quyền Sài Gòn, phụ trách điều hành các phóng viên nước ngoài làm việc tại đây. Từ đó cho đến khi đất nước thống nhất, ông Phạm Xuân Ẩn tích cực hoạt động tình báo cho cách mạng với danh nghĩa là một phóng viên của Reuters và Time tại Việt Nam. Trong chương trình Người đương thời của Đài truyền hình Việt Nam, ông Phạm Xuân Ẩn có kể, ông không chọn nghề tình báo. Sau cách mạng tháng 8 năm 45, ông đi bộ đội nhưng vì thiếu súng nên được trả về. Năm 1952, ông được gọi lên chiến khu D và được bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, ủy viên Ủy ban Hành chánh Kháng chiến Nam Bộ, giao nhiệm vụ tình báo chiến lược. Ông từ chối vì không biết gì về nghề này. Nhưng bác sĩ Phạm Ngọc Thạch nói, làm cách mạng không được lựa chọn công việc mà phải theo sự phân công. Thế là ông vào rạp coi phim trinh thám, đọc tiểu thuyết trinh thám để học nghề. Dù từ năm 1950 khi làm ở Sở Thuế quan Sài Gòn, ông đã được Việt Minh giao nhiệm vụ bí mật tìm hiểu và báo cáo. Qua giao liên là một người phụ nữ mà sau này ông Ẩn đã rất cố công tìm nhưng không gặp được. Về việc điều quân vận chuyển khí tài quân sự và hàng hóa của quân đội Liên Hiệp Pháp ở Đông Dương. Có hai việc ngẫu nhiên trong cuộc đời ông Phạm Xuân Ẩn mà sau này đã giúp ông thành công trong nghề báo và nghề tình báo. Đó là năm 1954, ông Phạm Xuân Ẩn bị địch gọi nhập ngũ và được chỉ định làm bí thư phòng chiến tranh tâm lý Bộ Tổng hành dinh Quân đội Liên Hiệp Pháp. Tại đây, ông Phạm Xuân Ẩn đã được Đại tá Edward Landells, trưởng phái bộ quân sự đặc biệt của Mỹ, trên thực tế là người chỉ huy CIA tại Đông Dương, cũng là trưởng phái đoàn viện trợ quân sự Mỹ ở Sài Gòn, luôn tin tưởng và đánh giá cao về năng lực. Đó là năm 1955, theo đề nghị của SMM, Phạm Xuân Ẩn tham gia soạn thảo tài liệu về tổ chức huấn luyện hậu cần tham mưu tác chiến cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông còn được giao nhiệm vụ hợp tác với cố vấn Mỹ thành lập bộ khung 6 sư đoàn bộ binh đầu tiên của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và chọn những sĩ quan trẻ người Việt trong quân đội Pháp trước đó đưa sang Mỹ đào tạo, trong đó có Nguyễn Văn Thiệu, sau này là Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Vào đầu những năm 50, phân tích xu thế thời đại, bản chất dã tâm xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiên liệu sớm hay muộn Mỹ sẽ trực tiếp tham dự vào cuộc chiến tranh ở Việt Nam và Đông Dương. Kẻ thù lâu dài của cách mạng nước ta sẽ là đế quốc Mỹ với tư cách là cường quốc hùng mạnh của thế giới. Thấm nhuần tiên liệu ấy, vào tháng 10 năm 1957, đồng chí Mai Chí Thọ và đồng chí Trần Quốc Hương, tức Mười Hương, trưởng và phó ban địch tình xứ ủy Nam Bộ, phái Phạm Xuân Ẩn qua Mỹ học nghề báo. Bởi theo hai ông,
với vỏ bọc nhà báo, Phạm Xuân Ẩn dễ thâm nhập sâu vào nội bộ đối phương để lấy tin tức mà ít bị nghi ngờ. Sau này khi trả lời phỏng vấn tờ báo The New Yorker, ông Mai Chí Thọ nói: "Phạm Xuân Ẩn là người đầu tiên chúng tôi gửi sang Mỹ để học, biết cái văn hóa của những người thay thế Pháp làm kẻ thù của chúng tôi. Chính tôi phải kín đáo gom góp được 1.000 Mỹ Kim cho Ẩn đi học. Sức mạnh lớn nhất của một điệp viên là luôn bình tĩnh và có nhiều bạn bè, luôn chơi được với mọi người để không gây sự chú ý nào. Ẩn thông minh, hài hước, dí dỏm, giao du rộng với cả sĩ quan viên chức cao cấp Mỹ và chính quyền Sài Gòn là người hoàn hảo cho công việc này." Trước khi ông Phạm Xuân Ẩn lên đường, ông Mười Hương đã dặn đại ý: "Cậu phải học, nói và viết như một phóng viên Mỹ chứ không được là người Việt nói giọng Mỹ, hành văn kiểu Mỹ. Cậu phải hiểu được người Mỹ, hiểu văn hóa Mỹ thấu đáo, có như vậy cậu mới hoàn thành được nhiệm vụ." Trong những năm 1960, ông Phạm Xuân Ẩn là nhà báo tiềm năng và nổi tiếng ở Sài Gòn vì ít ai có thu nhập đến 750 đô Mỹ một tháng như ông. Mặt khác, tầm cỡ của ông còn thể hiện ở những mối quan hệ chính trị rộng lớn với các chính khách chính quyền Sài Gòn. Cần biết rằng chính đại tá Edward Lansdale đã giới thiệu Phạm Xuân Ẩn với một trường cao đẳng ở Costa Mesa, tiểu bang California, một trong những trường cao đẳng cộng đồng lớn nhất, đẹp nhất ở Mỹ, và được vui vẻ chấp nhận bởi có quỹ Á Châu tài trợ học bổng. Tại đây thì ông Phạm Xuân Ẩn không chỉ học nghiệp vụ báo chí mà còn học về chính trị, kinh tế, xã hội, tâm lý, tiếng Tây Ban Nha. Ông thông minh hóm hỉnh đến mức được bạn bè cùng trường gọi là Đức Khổng Tử Ẩn. Vừa học, ông vừa tham gia viết cho một tờ báo của trường để rèn Anh ngữ. Thời gian ông Ẩn sống tại California là lúc đen tối nhất của cách mạng miền Nam. Đến năm 1959, khoảng 85% cán bộ chiến sĩ thời kháng Pháp không đi tập kết, tức là khoảng 60.000 người bị bắt hoặc bị giết. Qua một mật thư, ông Ẩn biết ông Mười Hương cũng đã bị bắt, nhưng tháng 10 năm 59 vừa tốt nghiệp, ông đã về nước bởi tin rằng cấp trên trực tiếp không bao giờ phản bội mình. Nhiều quen thân trước khi du học, ông được Trần Kim Tuyến, giám đốc Sở Nghiên cứu Chính trị Văn hóa Xã hội, thực chất là cơ quan mật vụ trực thuộc Phủ Tổng thống Việt Nam Cộng hòa, tuyển dụng và biệt phái sang Việt Tấn Xã trong vai biên tập viên để theo dõi các mật vụ của Tuyến được cài vào hãng tin này và cả người của Việt Tấn Xã, người nước ngoài làm việc ở Việt Tấn Xã. Từ khi ở Mỹ trở về nước cho đến tháng 4 năm 1975, với vỏ bọc là phóng viên, nhiều quan hệ rộng với các sĩ quan cao cấp, an ninh quân đội và người của CIA, của Tổ chức Tình báo Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, ông Phạm Xuân Ẩn đã có được nhiều nguồn tin quan trọng, rất quan trọng. Ông Phạm Xuân Ẩn tạo dựng được mối quan hệ rất giá trị với chùm mật vụ Trần Kim Tuyến, tướng Trần Văn Đôn, tướng Nguyễn Cao Kỳ, v.v. và một loạt tướng tá chính khách cả người Việt, cả người Mỹ, nên đã được phép ra vào Phủ Tổng thống, được tiếp cận rất nhiều tài liệu mật, tuyệt mật do được nhờ đọc hộ để cho ý kiến. Quan hệ của ông với nhiều nhân vật chủ chốt trong chính quyền Sài Gòn như là Trần Kim Tuyến, Đỗ Mậu, Đỗ Cao Chí, Tôn Thất Đính thân tình đến mức có thể qua lại nhà chơi bất kỳ lúc nào. Trong cuốn sách Phạm Xuân Ẩn, Tên Người Như Cuộc Đời, có câu chuyện được chính ông kể lại về lần ông đến nhà Trần Kim Tuyến chơi đúng lúc gặp cảnh Bộ trưởng mang quà đến biếu xén. Nhìn thấy nhiều hoa thủy tiên, ông bảo: "Ở đây nhiều quá mà nhà tôi không có." Miệng nói tay làm, ông vơ vội một nắm. Một ông bộ trưởng bất chợt nhìn thấy cảnh ấy thì không vừa lòng, bèn hỏi vợ Tuyến: "Đứa nào mà hỗn vậy?" Nhưng bà Tuyến cười xòe xòa thân mật bảo: "À, anh Ẩn làm báo quen đấy mà." Những người cung cấp tin tức cho ông Phạm Xuân Ẩn rất yên tâm về sự chuyên nghiệp của ông, vì ông luôn trung thành với nguyên tắc báo chí là bảo vệ nguồn tin đến cùng bằng bất cứ giá nào. Trong dịp đưa tin về sự kiện Đại sứ Mỹ Notting khánh thành đường băng Tân Sơn Nhất, ông Phạm Xuân Ẩn đã có trong tay bản photo bài diễn văn của ông ta và ông đã phát bài diễn văn cho Reuters. Bất ngờ là khi đọc, một số câu chữ đã bị Notting cắt bỏ để vừa ý ông ta. Nhưng khi nghe VOA phát tin lại lấy từ Reuters, ông Notting thấy những câu chữ đó vẫn chưa được sửa đổi. Ông ta vô cùng tức giận và cho là Reuters có nội gián trong tòa đại sứ và yêu cầu phải điều tra cho ra danh tính kẻ nội gián đó. Cuộc điều tra gắt gao bắt đầu. Tuy nhiên, nhân viên an ninh của Sài Gòn đã tìm mọi cách nhưng vẫn thất bại trong việc thuyết phục ông Ẩn. George Philip, tùy viên báo chí của đại sứ và là bạn ông Ẩn, đã trực tiếp đến gặp ông Ẩn nhưng cũng bị thẳng thừng từ chối. Ông ta chỉ còn cách
tìm manh mối qua việc hỏi người cung cấp tin là da trắng, da đen hay da vàng. Ông Ẩn vẫn giữ vững quan điểm, nói với ông bạn tùy viên: "Mày biết người Mỹ dạy tao làm báo rất kỹ, thà mất việc chứ không nói ra nguồn tin." Mọi cố gắng điều tra kẻ nội gián của Nothing thất bại, nhưng nhờ đó uy tín của Phạm Xuân Ẩn với các nguồn tin lại càng tăng cao. Những người quen biết ông càng tin tưởng vào đạo đức nghề nghiệp của một nhà báo chân chính, trung thực nên không ngại cung cấp tin tức quan trọng cho ông sau này. Molly Safer, chủ biên chương trình 60 phút của đài CBS, trong cuốn sách Hồi tưởng. Khi trở lại thăm Việt Nam đã có dịp bộc bạch về người đồng nghiệp hài hước và khéo léo của ông. Ở tòa báo Time, anh được coi là người khôn khéo, Ẩn luôn luôn được giao nhiệm vụ thuyết trình cho nhóm phóng viên mới tới, và cũng chính anh ta là người gỡ mối cho những vấn đề chính trị rối mù của chính giới Việt Nam lúc đó. Anh là người cởi mở, dấn thân và có óc hài hước, luôn được niềm nở tiếp đón trong các giới quân sự và ngoại giao Việt-Mỹ, và cũng là một trong số ít ký giả Việt được cho phép tham dự các buổi thuyết trình hạn chế của phái bộ Mỹ. Làm tình báo bằng kỹ năng báo chí. Trước câu hỏi những người cấp trên muốn gì ở Ẩn của Molly Safer, Phạm Xuân Ẩn điềm tĩnh trả lời: "Cũng là những điều mà tòa báo Time muốn tôi viết. Cấp trên của tôi muốn được biết về các căn cứ tiềm năng của các đơn vị, các cấp chỉ huy, biết ai tham nhũng và những ai có thể tranh thủ được. Họ muốn biết mọi chuyện về chính trị cũng như thứ mà các anh làm báo trước đây muốn được biết." Mối quan hệ giữa nghề báo và nghề tình báo đều liên quan đến tin tức nhưng lại rất mâu thuẫn. Một đằng biết được tin tức thì phải công khai càng nhiều người biết càng tốt. Một đằng biết được tin thì phải giấu thật kỹ, dù có biết, phải thể hiện là không biết. Tuy vậy, hai việc lại giống nhau ở chỗ là phải khó khăn săn tìm, càng nhanh càng sớm, càng độc quyền thì càng tốt, và ông Phạm Xuân Ẩn đã kết hợp, không thể hoàn hảo hơn hai nghề ấy. Là một nhà báo cần cù, luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp, hầu hết phóng viên các hãng truyền thông nước ngoài khi đến Sài Gòn tác nghiệp đều tìm đến ông Phạm Xuân Ẩn để được nghe ông nói về con người và đất nước Việt Nam một cách trung thực nhất, để nghe ông phân tích tình hình chính trị quân sự một cách chính xác, không bao giờ bịa, của Việt Nam. Sau này ông kể, tôi cung cấp thông tin cho đồng nghiệp các nước để có được thông tin. Thức ăn của họ là thông tin tư liệu. Giống như chim, phải cho ăn chúng mới chịu hót. Từ quân đội đến tình báo cảnh sát, tôi có đủ mọi loại thông tin. Chỉ huy các quân binh chủng, sĩ quan lực lượng đặc biệt, hải, lục, không quân, họ đều giúp tôi thông tin. Ngược lại, những phóng viên ấy cũng giúp tôi nhiều tin tức thú vị. Các tướng lĩnh quan chức cao cấp của chính quyền Sài Gòn đều nể trọng Phạm Xuân Ẩn. Họ muốn lấy lòng ông hơn là ông kết thân với họ để lấy tin viết báo. Ông Ẩn kể: "Tác nghiệp tốt nhất của tôi là hàng ngày đấu láo, tán dóc, cà giỡn, kể chuyện tiếu lâm với đồng nghiệp, với nhiều sĩ quan chức Sài Gòn của rất nhiều hãng tin lớn trên thế giới tại quán cà phê Givre trên đường Catinat, nay là Đồng Khởi. Trong số họ, không ít người là tình báo của CIA, của Việt Nam Cộng Hòa, của nhiều nước khác, thân cộng có, ghét cộng có." Quan sát, phán đoán là những kỹ năng quan trọng của một nhà báo, và người ta đều nhận thấy những điều đó trong phong cách làm việc của ông Phạm Xuân Ẩn. Khi đại sứ Nothing sắp bị triệu hồi về nước, cả chính quyền Diệm và tòa đại sứ đều cố gắng bưng bít thông tin. Nhưng có lẽ là không gì giấu được nhà báo Phạm Xuân Ẩn. Vào một tối ngồi ở tiệm ăn Pháp, ông bắt gặp viên bí thư của Nothing. Dẫn theo một cô bồ người Việt vào quán, ông lặng lẽ quan sát thấy một nhân viên an ninh của tòa đại sứ hỏi anh ta: "Sao bữa nay ăn mặc lôi thôi lại còn dẫn theo cả đào?" Tên bí thư trả lời: "Tuần tới tao về nước, phải cho tao xả hơi chứ." Dựa vào lời nói thản nhiên của viên bí thư cộng với những thông tin đã nghe từ trước, Phạm Xuân Ẩn kết luận tuần tới Nothing sẽ không ở Sài Gòn mà về nước. Phân tích tổng hợp được tin tức hiếm, một lần nữa tin của ông đăng lên Reuters đã khiến tòa đại sứ Mỹ đau đầu. Dù ông không tiết lộ, nhưng biết đâu những tin tức quan trọng đó kèm theo đánh giá phân tích của ông đã được bí mật chuyển về chiến khu và đang là tài liệu mật của cấp trên lúc nào không biết. Trong chương trình Người đương thời của VTV, khi được hỏi nghề tình báo khác nghề báo chỗ nào, ông Phạm Xuân Ẩn dí dỏm nói: "Hai cái giống hệt, làm báo lấy tin, tình báo cũng lấy tin, khác là một đằng lấy tin rồi viết ngay, viết và gửi đi thật nhanh, một đằng là cất. Cái nào cất rồi cho ra liền hay chậm, từng phần hay toàn bộ là qua phân tích.
mà muốn phân tích đúng thì phải nghiên cứu mọi mặt, quân sự, chính trị, kinh tế, xã hội, mật vụ, vân vân, đúc kết lại mới làm báo cáo gửi vô trọng. Stanley Clow, trưởng văn phòng đại diện Time ở Sài Gòn, từng làm việc với Phạm Xuân Ẩn trong những năm 70-72, đã viết trong bài tưởng nhớ ông Phạm Xuân Ẩn có đoạn: "Ông ấy đã có một cuộc đời mà không ai trong chúng ta biết cả, một cuộc đời liên quan tới mức hóa học và vi phim và tới những đường hầm ở Củ Chi. Đối với chúng tôi, những người từng làm việc cận kề bên ông, với tôi là 3 năm, Phạm Xuân Ẩn là một nhà báo hạng nhất, có những nguồn tin tốt trong chính phủ miền Nam Việt Nam và hiểu biết sâu sắc về ý nghĩa lịch sử và chính trị của cuộc chiến Việt Nam hơn tất cả chúng tôi. Phạm Xuân Ẩn có một sự hiểu biết tinh tường về hiện tình chính trị Việt Nam và đáng chú ý là những tin tức tài liệu của ông chính xác một cách lạ thường. Sau này, tạp chí Time đã tiến hành thanh tra nội bộ nhưng không tìm thấy bằng chứng nào về việc Phạm Xuân Ẩn đã viết những tin, bài xuyên tạc, bóp méo sự thật." Nhân vật quen ẩn thân như ông Phạm Xuân Ẩn có lẽ sẽ không thích viết hồi ký để nói chi tiết về cuộc đời hoạt động của mình. Tuy nhiên, với vài mẩu chuyện mà ông có dịp chia sẻ cũng phần nào giúp người nghe hiểu được bí quyết giúp ông thành công trong hoạt động tình báo. Đó là sự hóa thân và nghề báo một cách thực sự. Ông đã tâm đắc, đúc kết về cuộc đời hoạt động tình báo của mình. Bình phong để hoạt động không phải là cái vỏ, không phải là sự đội lốt trá hình, đó không phải là sự ngụy trang bên ngoài. Phải thật sự sống bằng nghề đó một cách trong sạch, sống mãn đời nghề đó mới mong tiếp cận được mọi điều. Trong sự nghiệp tình báo lẫy lừng, ông Phạm Xuân Ẩn đã gửi về căn cứ tổng cộng 498 báo cáo tài liệu nguyên gốc được sao chụp, thông tin thu lượm được về tình hình của Mỹ, quân đội và chính quyền Sài Gòn. Trong đó có những thông tin vô cùng quan trọng khiến Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp nhận xét: "Đại ý, cứ như ta đang ở trong bộ tổng tham mưu của địch." Tất cả những tài liệu ấy đều được giao cho bà Nguyễn Thị Ba, cầu nối duy nhất giữa nhà tình báo chiến lược Phạm Xuân Ẩn với hậu phương trong suốt 15 năm. Chuyển đến giao liên cụm tình báo H63, từ đó đưa lên chiến khu rồi ra Hà Nội. Ông Phạm Xuân Ẩn từng nói về bà Ba: "Không thể nhớ hết đã bao lần bà mang theo người những tài liệu tối mật có ảnh hưởng đến cục diện toàn miền Nam và đến sinh mạng cá nhân tôi." Năm 2002, ông về hưu, nhưng cho tới 6 tháng trước khi qua đời, ông vẫn tham gia phân tích, đánh giá các tài liệu của Tổng cục Tình báo, Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng. Có lần ông Phạm Xuân Ẩn tâm sự với một số nhà báo tại thành phố Hồ Chí Minh rằng: "Tôi không chọn nghề tình báo nhưng vì nhiệm vụ phải làm. Từ khi học ở Mỹ, tôi đã yêu nghề báo hơn nghề tình báo. Khi đã là nhà báo, tôi càng yêu nghề báo. Sau ngày đất nước thống nhất, tôi rất muốn làm việc ở một tờ báo nào đó, nhưng đáng buồn là không thực hiện được." Ngày 20 tháng 9 năm 2006, Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn qua đời tại Bệnh viện Quân y 175, thành phố Hồ Chí Minh, trước sự tiếc thương của toàn thể người dân Việt Nam và rất nhiều bạn bè quốc tế, ông hưởng thọ 80 tuổi. Trong ngày mất của tướng Phạm Xuân Ẩn, đại tá Tư Cang, cụm trưởng tình báo chiến lược, người bạn già thân thiết với ông, người từng là chỉ huy của ông những năm 70, đã ngậm ngùi viết một bài thơ đưa tiễn, trong đó có đoạn: "Xuân Ẩn từ nay ẩn thật rồi, bạn bè thương tiếc mãi không thôi, riêng tôi nhớ mãi người đồng chí, dũng cảm thông minh giữa cuộc đời." Nhìn vào nét lớn của những bước phát triển kháng chiến, ta sẽ thấy cuộc đời và sự nghiệp của ông Phạm Xuân Ẩn đã trải qua tất cả các giai đoạn, từ thời chống Pháp đến giai đoạn kháng chiến chống Mỹ đầy những khó khăn vất vả. Trong các cuộc chiến kéo dài đau thương và anh dũng ấy, ông Phạm Xuân Ẩn đã thực sự ẩn mình trong một vị trí chiến đấu lạ lùng và cam go, rất dễ bị bại lộ và hiểm nguy có thể ập đến bất cứ lúc nào. Tính chất hai mặt của công việc, chính nghĩa cộng thêm tư chất của một người Việt Nam khá điển hình, đã giúp ông sống thật với tất cả các mặt của cuộc đời, đặc biệt mà ông phải đảm trách. Và anh hùng Phạm Xuân Ẩn, một điệp viên chưa bao giờ bị bắt, người đã qua mặt tất cả những mật vụ giỏi nhất của chính quyền Sài Gòn và CIA, đã sống một cuộc đời phi thường ấy trong vòng 23 năm giữa lòng địch. Quý vị thân mến, là một nhà tình báo quân đội nhân dân Việt Nam cũng như các đồng đội của mình, ông đã dành những tinh túy, sức lực cao nhất để giúp cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Quan điểm của ông là bất cứ kẻ ngoại xâm nào, dù đó có là Trung Quốc, là Pháp, là Nhật trước kia hay Mỹ sang xâm lăng Việt Nam thì đều phải bị quét sạch ra khỏi bờ cõi Việt Nam để mang lại độc lập, tự do cho dân tộc.
Đó là tư tưởng yêu nước cực kỳ vĩ đại, tư tưởng mà thế hệ sau luôn phải ghi nhớ và noi theo.